nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Hưng Yên. Chiều nay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, diễn ra cuộc làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh với Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đậu Anh Tuấn, Giám đốc Dự án Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, cùng lãnh đạo một số sở ngành địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh. Chỉ số PCI do VCCI thực hiện 17 năm qua nhằm đánh giá năng lực điều hành nền kinh tế của các tỉnh, thành phố. Những năm qua, điểm số PCI của Hưng Yên tăng qua từng năm nhưng xếp hạng vẫn còn ở nhóm cuối của cả nước. Để cải thiện chỉ số PCI, tỉnh Hưng Yên vừa ban hành đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu mỗi năm xếp hạng PCI tăng từ 2 đến 5 bậc. Đến năm 2023, ở nhóm 45 và đến năm 2025, ở nhóm 40 tỉnh thành xếp hạng cao nhất. Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu thu hút khoảng 11 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư, thu hút được ít nhất 1 đến 2 tập đoàn kinh tế lớn, nước ngoài, công ty đa quốc gia. Những giải pháp cụ thể tập trung vào chỉ đạo tăng điểm các chỉ số thành phần có điểm số dưới 5. Tại buổi làm việc, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI cho rằng tỉnh Hưng Yên có nhiều tiềm năng lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, chính quyền tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp, đánh giá cao đề án nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Tuy nhiên, theo đại diện VCCI, có một số lĩnh vực tỉnh Hưng Yên cần cải thiện mạnh mẽ trong thời gian tới. Qua cái điều tra PCI một số năm gần đây thì có thể thấy được rằng là Hưng Yên có những cái điểm rất là tích cực, đấy là cái chất lượng gia nhập thị trường được doanh nghiệp đánh giá tốt, đi thủ tục đầu vào rất là tương đối thuận lợi. Cái cải cách thủ tục hành chính thì đã tạo ra sự chuyển biến của hệ thống hành chính. Tuy nhiên thì có rất là nhiều những vấn đề mà Hưng Yên cần phải nỗ lực hơn trong thời gian tới, chẳng như tiếp cận đất đai. Hiện nay theo đánh giá là vẫn còn rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề về thủ tục hành chính về đất đai, vấn đề về chi phí không chính thức, vấn đề về cạnh tranh bình đẳng, vấn đề về tính minh bạch, nâng cao hơn nữa cái tính minh bạch của môi trường kinh doanh. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh các chỉ số chính của Hưng Yên như thu ngân sách, tốc độ phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người đều nằm trong top 15 cả nước, riêng chỉ số PCI các năm gần đây đều xếp ở top cuối cả nước, cho thấy văn hóa ứng xử với doanh nghiệp ở một số lĩnh vực còn chưa tốt. Tỉnh luôn chủ trương và có những hành động thiết thực, cụ thể để đồng hành với doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, làm 62% doanh nghiệp ở Hưng Yên bị giảm doanh thu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng quyết liệt tháo nút thắt giải phóng mặt bằng sẽ có phần quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Ban Nội vụ đã có chỉ thị về công tác giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở đó thì Ủy ban tỉnh cũng phê duyệt cái kế hoạch để thực hiện giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các doanh nghiệp. Mà Hưng Yên bây giờ khó khăn nhất đó là vấn đề giải phóng mặt bằng. Nếu như các doanh nghiệp trên địa bàn mà giải phóng trên 70%, các hộ dân là dưới 200 người thì cương quyết hỗ trợ thi công để giúp cho các doanh nghiệp giải phóng mặt bằng. Cái nội dung thứ hai đó là việc giao đất cho các doanh nghiệp. Thế trước đây thì cứ phải là giải phóng 100% thì mới giao đất. Thì cái đề án của ban tỉnh cũng xây dựng là theo hướng tiến bộ, là giao đến đâu gọn thửa gọn đô có thể xây dựng nhà máy không tính tiền lệ giao đó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cần giảm thời gian thực hiện thủ tục giấy phép kinh doanh từ 6 ngày xuống 3 ngày, xử lý nghiêm các cán bộ phiền hà, nhũng nhiễu, thống nhất chỉ tiến hành một cuộc thanh tra doanh nghiệp trong một năm. Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần tích cực đồng hành, phối hợp chia sẻ, phản ánh thông tin kịp thời tới các sở ngành chuyên môn, chính quyền các cấp để tháo gỡ ngay các khó khăn. Tỉnh sẽ xem xét triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương, DDCI.